Chào mừng chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 25, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rằng mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì anh chị có thể thấy hôm nay là một phiên thị trường tiếp tục là một phiên mua vào. Nếu như các anh chị có thể thấy là cái phiên ngày 22 tháng 11 là một cái phiên mà cái ngày ngày đáy của cái giai đoạn gần đây sau một cái nhịp rũ, đúng không ạ? Ngày 22 tháng 11 thì là thùng M20. Sau đó thì VN Index được kéo lên, hôm nay là phiên mua lại thứ ba. Thì như vậy nếu nhìn ở đây chúng ta cũng thấy là nó là cũng khá là an toàn đấy anh chị nhé. Bởi vì mình cũng chia sẻ với các anh chị cái đường M20 nó mang cái ý nghĩa tâm lý rất là quan trọng. Khi mà thị trường rũ thủng M20 này thì không có nghĩa là thị trường sẽ sập, nhưng mà nó sẽ có cái nguy cơ ảnh hưởng về tâm lý. Có thể nó sẽ chuyển từ cái giai đoạn là xu hướng lên sang một giai đoạn sideways. Tuy nhiên như thế này nó quay lại thì nó thể hiện là nó vẫn còn đang có một cái nhịp chạy. Và thị trường như thế này thì khả năng là đây là thị trường đang là chạy nước rút luôn anh chị nhé. Với những cái giai đoạn này này thì rất nhiều các cổ phiếu chạy nước rút. Sau đó thì rũ thì hiện nay thị trường như này là thị trường giống như chạy nước rút. Thì ở đây thì về cơ bản thì nó sẽ an toàn cho anh chị nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên cái việc có mua cổ phiếu thì chúng ta cũng rất là hạn chế. Chúng ta cân nhắc thôi anh chị nhé. Cân nhắc thôi bởi vì khi mà chạy nước rút thì nó có thể chạy rất nhanh. Nhưng nếu mà nó sau đó nó rơi thì cũng rơi rất là nhanh. Tương tự VN30 cũng vậy nhé. VN30 thì ngày 19 tháng 11 nó là cái ngày đáy gần nhất cả. Đó là cái ngày mà nó thủng MA20 từ cái ngày 18 đúng không ạ? Xong đến ngày 23 nó mới vượt lên. Thì chị có thể thấy nếu nhìn ở đây các chỉ số thì vẫn đang trong xu hướng lên hết nhé. Thì với có một cái chỉ số mà mình cũng thường xuyên chia sẻ với các chị ấy, là số lượng cổ phiếu tốt. Thì các chị thấy số lượng cổ phiếu tốt hôm nay nó đã mở lên là 203 cổ phiếu rồi nhé, nó đã vượt cái đường trung bình như này, vượt lên rồi. Và cái ngày này là ngày ngày mà số lượng cổ phiếu tốt thấp nhất đúng không, sau đó nó tăng dần lên và hôm nay nó nở ra lại rộng lại rồi. Và trung bình của các cổ phiếu tốt thì các chị thấy mẹ nó thấy trên cả MA10 rồi, như vậy thì nó cũng khá là an toàn. Nếu như những cái phiên trước thì mình có chia sẻ với anh chị là chúng ta cẩn trọng đúng không ạ, và tuy nhiên hiện nay thì nó đang dấu hiệu là khá là tích cực và tích cực hơn. Nó tích cực hơn, nó đã ngày 22 thủng MA10 này, MA20 này, xong nó kéo lên ngày hôm nay vượt cả MA10 rồi. Như vậy đã ok chị nhé. Về các cái ngành cổ phiếu thì các anh chị thấy là ngành cổ phiếu mà đẹp thì thứ nhất là nó sẽ phải có số lượng cổ phiếu trên MA20, số lượng cổ phiếu nở ra rộng và nhiều đúng không ạ, và điểm số trung bình của cái ngành nó phải tăng lớn. Thì đây có một số ngành thì chị thấy nó sẽ rất là mạnh hơn, ví dụ như nông sản này, chứng khoán này, xây dựng này, phát triển bất động sản và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Thì đây là những cái dòng mà mạnh hơn thị trường chung đó. Thì khi đấy thì quay trở lại thì các anh chị có thể xem trên cái file Excel mà mình cũng hay gửi cho các anh chị ở trong nhóm VIP á. Các anh chị mà không thuộc nhóm VIP mà muốn nhận cái file Excel này thì có thể like video, comment video rồi inbox qua Zalo thì mình sẽ tặng các anh chị file này. Thì cái cách xem file này như 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 sau này, thì xem đến mã cổ phiếu, đây là các cái ngành này, đây là giá đóng cửa của cái ngày hôm nay này, đây là giá tăng giảm của ngày hôm nay so với ngày hôm trước này. Cổ phiếu bùng nổ là nó có bùng nổ với khối lượng và tăng giá hay không, nên chị bấm vào đây các anh chị chọn một. Thì đây là những cái cổ phiếu bùng nổ trong ngày hôm nay đấy, thì nó ở những cái nhóm bất động sản này, xây dựng này, ô tô này, đúng không? Một vài cổ phiếu khai khoáng ô tô thôi đấy, các cổ phiếu mạnh nhất này. Đây thì chúng ta chỉ cần các cổ phiếu tốt thôi. Nếu các anh chị mà thấy cổ phiếu của mình thuộc cái nhóm này là ok này, và thuộc cái ngành mạnh, cổ phiếu tốt và ngành mạnh thì đương nhiên là quá là ok rồi. Đấy thì đây là các cổ phiếu mà các anh chị nên nắm giữ. Đấy, tiếp theo là so sánh. Ngay so sánh là so sánh cái thay đổi giá của cái ngày hôm nay này so với cái ngày 22 tháng 5 này. Tại sao mình so sánh ngày 25 với ngày 22 tháng 5? Bởi vì các anh chị thấy cái ngày 22 tháng 5 này, nó là cái ngày đáy của VN Index anh chị nhé. Thì chúng ta so sánh ở đây thì khi mà thị trường điều chỉnh thì dòng nào mà điều chỉnh ít hơn thì là mạnh hơn thị trường đúng không ạ? Khi mà thị trường tăng thì dòng nào tăng mạnh hơn thị trường thì dòng đó là mạnh hơn thị trường chung đúng không? Dòng đó là dòng mạnh. Đó thì cái nguyên lý như thế thì nó cũng rất là logic và nó rất là transparency, tức là rất là dễ để cho các anh chị có thể tính toán, có thể đo lường đúng không? Nó rất là dễ thuận tiện. Đó thì anh chị nếu mà danh mục các anh chị một số các cổ phiếu này này. Đấy, các anh chị danh mục các anh chị thì các anh chị nhìn vào cái chọn dòng mạnh nhé. Đấy, tiếp theo là cổ phiếu tốt nhé. Đấy thì các anh chị có thể chọn vào đây nữa.
Đấy, thì nếu danh mục các anh chị thuộc những cái nhóm cổ phiếu như này này. Đấy, thì là ok nhé, thì là ok. Lát mình sẽ lướt cho anh chị một chút, nhưng mà nhìn nhanh thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu rất là ok. Đấy. Các nếu những hôm trước thì các anh chị đây này, cổ phiếu cho điểm, cổ phiếu tốt nhất để nắm giữ nhé. Còn nếu mà mua, anh chị hỏi là hôm nay nếu mình mua thì mua được cổ phiếu nào, thì chia làm hai nhóm. Một số là những cái cổ phiếu đã vượt nền rồi và hôm nay cho chúng ta mua. Mua đây thì có thể là cổ phiếu đã vượt nền rồi, thì nó chia làm hai loại, một loại là bùng nổ vượt nền. Loại thứ hai là vượt nền rồi và đang điều chỉnh lại với khối lượng thấp và không quá xa nền. Như thế anh chị có thể vào đây nhìn thấy này. Đấy. Có DXG này, PVX và SGS nhé, là ba cổ phiếu cho điểm mua vượt nền, chạm vượt nền rồi. Tiếp theo điểm mua trong nền. Đấy, các anh chị thấy đây có một số cổ phiếu như ví dụ như VHC này, Nhà Từ Liêm này, Nam Long này, DTA này, DRH này, SDT ở V21. Chủ yếu là nhóm bất động sản, có một cổ phiếu nông sản và xây dựng thôi. Anh chị nhé, đây đa phần là mình cũng chọn những cái dòng mạnh rồi. Đa phần là chọn những cái dòng mạnh rồi. Trong mấy cổ phiếu này này thì có một cổ phiếu là nó đã trên MA 20 rồi đúng không? Một trên MA 10. Còn mấy cổ phiếu này thì vẫn là trong nền hết nhé, như là Từ Liêm, Nam Long, DTA, DRH, SDT này. Đó thì các anh chị có theo dõi những cổ phiếu này. Đáng nhẽ là thông thường thì nếu mà tốt nhất thì mình sẽ gửi cho anh chị vào cái lúc 2:30 của cái ngày hôm nay để anh chị mua trong ngày hôm nay thì nó sẽ tốt nhất. Tuy nhiên là trong ngày mình cũng khá là bận. Thì cái này thì có thể ngày mai ngày kia anh chị vẫn có thể xem xét mua được, nhưng miễn là nó không được thay đổi tăng giá quá lớn so với cái giá đóng cửa ngày hôm nay anh chị nhé. Và khi mua thì lưu ý các nguyên tắc về về cắt lỗ này, về thanh lý cổ phiếu này, về chốt lời cổ phiếu nhé. Cái đây là chúng ta mua là chúng ta mua theo sóng, chúng ta không phải đặt cược dài hạn hoặc là mua dài hạn, cho nên các anh chị có thể mua sau đấy 1-2 tuần hoặc 1-2 tháng lên, sau đó nó sẽ giảm đúng không, thì chúng ta cần biết là chốt lời cũng như là các nguyên tắc về thanh lý cổ phiếu. Đấy thì rà soát danh mục thì một cách cơ bản nhất thì các anh chị có thể chọn ở đây nhé, chọn đây thì các anh chị biết là những cái như này thì là các cổ phiếu nên nắm giữ, còn ngoài ra thì hạn chế hơn nhé. Thì đây thì có thể chúng ta xem đây rất nhanh thôi, mình sẽ chọn cho các anh chị xem rồi nhé này, mình mạnh này. Đấy đấy, đấy thì lướt qua một chút thì những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu mạnh này. Đấy, sale sale này đang chạy nước rút rất là mạnh này, đúng không? Đấy, DG là hôm nay cho điểm mua nhé chị, hôm nay cho điểm mua nhé, đúng không? Đấy, HTG là điểm mua ngày hôm qua nhé, điểm mua ngày hôm qua hôm nay chạy nhé. Đấy, PVL hôm nay điểm mua bùng nổ nhé. CSC nhé, CSC thì đây là trong nền, đây nó rũ này, rũ xuống không chết thì kéo lên này chị nhé. Đấy, thứ nhất cổ phiếu như này là ok này, dòng này là mạnh thị trường này. PL này thì trong nền nhé, nhưng không đẹp bằng. ITC này ok nhé. PTL này ok nhé. SGS hôm nay mua bùng nổ vượt nền, mặc dù khối lượng hơi thấp nhưng anh chị như này nó đã ok đấy nhé. Sau khi nó rũ không chết, đúng không? Dòng tiền vào không cần quá nhiều, nhưng nó có thể là nó tăng 5%. Đấy. HPX này hôm nay điểm mua bùng nổ này, ok này. Đấy. Với cổ phiếu này xấu hơn. VPH này thì rũ này, dù không chết cũng kéo lên này nha, anh chị có quan sát được. Chung đây những cổ phiếu này đều cơ bản ok, một số cổ phiếu thì không ok thôi, nhưng mà cơ bản trong này cái danh sách trong cái file Excel này là mình mới chạy chạy bằng công thức thôi, chúng ta có thể nhìn bằng mắt thì nó sẽ tốt hơn. Như cổ phiếu này thì là bình thường đúng không, Kiệt Vôn này đúng không, nhìn bình thường. Đấy, đích này sau một nhịp rũ nhá thì Kiệt Vôn này, đấy này Kiệt Vôn. Thực ra các anh chị có thể mua cũng được nhé, kể cả đích này cũng mua cũng được. Đấy, PDR thì rũ cũng kéo lên luôn thì không đẹp bằng. Cơ bản thì cũng khá là ok, các anh chị có thể nắm giữ được những cổ phiếu này nhé, những cổ phiếu nắm giữ được. Ok, SCR. Ở rũ này, cũng kéo lên. ITA này ok này, các chị thấy hôm nay là rũ kéo lên luôn này đúng không? Đấy. STA này ok này, rũ này kéo lên này. Rồi ADG này bùng nổ này, tất nhiên là không phải bùng nổ vượt nền nhưng mà nó nhóm ngành, thuộc nhóm ngành mạnh. Đó, HTE này. Lướt nhanh thôi, chứng khoán thì nhiều mã rất là đẹp, BMS ok nhé.
SSI ok nhé. SSI thì không có điểm mua nữa rồi, đây điểm mua bùng nổ đây này. Đúng không? Cái chị thì sau khi nó mua bùng nổ thì nó cứ chạy, nó chạy. Đúng không? Nó có thủng A10 đâu. Đúng không? Đúng không? Nếu các chị mua ở đây nhé. Thế này các chị đã được 23% rồi. Đúng không? Từ đây đến đây là 23%. Đúng không ạ? Các chị thấy đó, chúng ta không cần phải làm những cái điều gì quá phức tạp đúng không? Chúng ta chỉ cần mua tại cái điểm mua bùng nổ vượt nền. Và nó trên MA10 thì chúng ta nắm giữ thôi. Đúng không? Đó là nguyên lý rất đơn giản. Đấy thế này, cổ phiếu gì đây? SRS này đúng không? Các chị ở đây bùng nổ cái thì nó chạy nó trên MA10 nó có thủng MA10 đâu. Đúng không ạ? Không phải nắm giữ gì cả. À không không phải bán vội vàng gì cả, đúng không? Đấy CTS hôm nay điểm mua bùng nổ này. Khối lượng hơi thấp một chút. Đầu chứng khoán đấy nói chung là ok nhé các chị, những cổ phiếu này thì ok. Cái này nó lên lên trên rồi, BSI lên lên trên rồi. Đấy. MB này, S này ok này. Đó những cổ phiếu đang cứ chạy thôi, nắm giữ thôi. Đấy như này điểm mua bùng nổ vấn đề này. Đi đi này, đúng không? Các chị thấy từ lúc lên nó là giá 56 nó về 81 rồi, đúng không? Cặp với nhịp này. Đấy, SBS này. VDS này, ORS này, những cổ phiếu như này đều ok nha anh chị. Đấy, dòng chứng khoán rất là mạnh. Đấy, VIX kia nó chạy một mạch từ đây là điểm mua vấn đề này, đúng không? Nó chạy lên, này. Nó có thủng MA10 đâu. Đấy, HBS này. TVS này. Đấy, AS này. APS này, tất cả cổ phiếu này đều ok nhé. Nguyên lý của mình á, là mình sẽ không đi lan man quá nhiều cổ phiếu, mình nguyên tắc là sẽ đi top down nhé. Chúng ta sẽ đi từ thị trường này, xong đi từ nhóm đến nhóm ngành nghề này, xong đến cổ phiếu, và cổ phiếu thì mình tập trung đi vào các cái cổ phiếu đẹp thôi. Các cổ phiếu đẹp, không đẹp tự nhiên không quan tâm. Như thế nó sẽ mất thời gian của chúng ta đúng không? SGF này đẹp. Đấy, CMX ok này. Đấy. ANV này ok này. ANV này trong nền nhá, đây là điểm rũ nhá, đây là pha C, đây là ranh giới của pha C đúng không? Đấy. Vĩnh Hoàn ok này, đây là ranh giới pha C này, hôm nay phải test lại này. Đấy, xây dựng thì nhiều cổ phiếu, MCG ok này. HTN này, HBC này. HBC này. Chúng ta có thể di chuyển đến đây. Nó sẽ chạy một nền mới luôn, anh chị nhé, HBC này. Đây là điểm rũ này. Đấy. Đấy chị thấy VMC này, CTD này, LCG này. Đấy, hút này, TSG này. Nói chung đây những cái dòng cổ phiếu ok nhé, những công trình Viettel rũ thì hơi rũ sâu quá nhé. Sâu này thì nhưng mà nó cũng chưa chưa vấn đề gì đâu. Cái gì nhìn này, cái rũ của nó, cái vùng TTR của nó là 12%, rũ đúng không? Rũ kiệt khối lượng này. Đấy, xong rồi kéo lên luôn, đúng không? Nếu như thấy thì cổ phiếu này có thể test lại thì mua lại được. Từ ngày mai kia nó chỉnh nhẹ khối lượng thấp đây thì mua lại được. Đấy. TPG này ok nhé. Đấy, UDC. UDC ok nhé đấy. SCG. ST4 nhé. TLT nhé. VC2 ok nhé. HID nhé. Cổ phiếu này thì là dạng bao cung rồi không tính rồi. Đấy. TPG nhé. TDX. Nói chung các cái dòng mạnh các cổ phiếu đều rất ok như chị nhé. Bán lẻ tổng hợp thì yếu hơn rồi, nhưng mà ví dụ một thế di động là vẫn mạnh này, DGW này ok này. Đấy, DDG ok này. Đấy, TIA này ok này. Đó thì chị nhé, đó là các cổ phiếu gạch này ok này. Và mình sẽ ưu tiên các cái nhóm ngành mạnh nhất thôi. Những cái nhóm ngành ít mạnh hơn thì các chị có thể xem phía dưới này đều là những cổ phiếu khá là mạnh đấy. Như vào công nghệ phần mềm này. Đấy. BWE này vẫn chạy này, đúng không? CMS này vẫn chạy. Dịch vụ đầu tư này vẫn chạy mầm này, đây các dòng rất là mạnh. Đấy, như mình thì mình ưu tiên vào các cái nhóm ngành mạnh thôi. Ok chị nhé, thì đó là các cái thông tin về nhận định về thị trường cũng như là các cổ phiếu ngày hôm nay và các cái sắp tới. Thì hy vọng là các cái thông tin ở đây thì thể phần nào giúp ích cho anh chị trong hoạt động đầu tư của mình. Nếu các anh chị thấy video hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho những người quan tâm. Và các anh chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Talk Chứng Khoán. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.